hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái trường hợp rất là ít gặp, đó là ngay cái vị trí mà dầm phụ giao với dầm chính. Thì các bạn nhìn thấy này, đây là cái dầm phụ gác lên cái dầm chính. Thì khi mà cái dầm phụ gác lên dầm chính, nó sẽ tạo ra một cái lực cục bộ, nó tác động lên cái dầm chính. Thì lúc đấy chúng ta cần phải gia cường cho cái dầm chính này. Cái cách gia cường thứ nhất là chúng ta phải gia cường là cái thép đai này này, A50 từ 4 tới 5 cái cây sắt đai này để nó chống nứt. Còn nếu mà không đủ nữa thì chúng ta cần phải gia cường thêm cái thép vai bò này, hai cây hai bên. Thép vai bò này nó sẽ bẻ một cái góc 45 độ và nó sẽ neo 35 phân. Thì hai cái cây này thì nó sẽ tăng cường cho cái dầm chính này này, để nó kháng lại cái lực cục bộ của cái dầm phụ nó gác lên cái dầm chính này. Đó, để làm sao để cái dầm chính này nó đủ chịu lực và nó không có bị nứt, thì lúc đấy kết cấu của chúng ta nó mới an toàn.